Chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Cái ngày 12 tháng 8 vừa qua thì trên kênh của anh Trịnh Quốc Thiên có đăng là nổ lớn Nguyễn Thanh Tú phản đối Đảng Việt Tân tổ chức lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại Georgia. Thì cái nội dung của cái vấn đề của anh Nguyễn Thanh Tú là tự vì chủ tịch của Đảng Việt Tân là ông Đỗ Hoàng Điềm đó, vì muốn tránh khỏi cái trách nhiệm về những cái hoạt động bạo động của Đảng Việt Tân thì nó sẽ rắc rối, cho đó là tuyên bố là Đảng Việt Tân bất bạo động mà thôi. Anh Thanh Tú đó đem ra những cái bằng chứng là các anh kỷ niệm các anh hùng Đông Tiến. Vậy thì cái Đông Tiến này là chứng minh rằng các anh hoạt động khủng bố. Cái vụ kiện đã đưa ra từ trước đây, ông chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm của Việt Tân cứ chối bài bãi là cái danh từ đó là của bên nhà nước Việt Nam, họ bịa ra cho chúng tôi, cho chúng tôi hiền lắm, chả có gì cả chẳng hạn. Thì đại khái là khi mà anh Nguyễn Thanh Tú chứng minh là mỗi năm các anh có tổ chức những cái cuộc kỷ niệm 13 người chết trong cái những cái trận Đông Tiến đó, tức là đi từ Thái Lan, tại vì cái căn cứ của Việt Tân đó, họ ở Thái Lan, có một cái chỗ đó ở Thái Lan. Cho nên là họ đi qua Việt Nam thì nhập qua Việt Nam, nhập qua Việt Nam thì người ta gọi là Đông Tiến. Thế thì Đỗ Hoàng Điềm nói là mấy cái tổ chức đó là những cái chi nhánh chứ còn chúng tôi không có chủ trương như vậy. Thế thì người ta hỏi chi nhánh nào thì ông ta lại cũng lần quần cũng không trả lời được. Thế thì bây giờ Đảng Việt Tân lại quảng cáo phổ biến cái tin tức là vào 29 tháng 8 năm nay thì người ta lại tổ chức kỷ niệm tưởng niệm các anh hùng Đông Tiến, tổ chức này ở Georgia. Do đó là anh Thanh Tú nghe được thì anh Thanh Tú hỏi rằng anh hùng nào, Đông Tiến nào để mà chất vấn Đảng Việt Tân. Và câu chuyện đó thì sẽ được anh Nguyễn Thanh Tú tiếp theo bằng cái vụ kiện. Thì nhân đây chúng tôi sẽ nói về cái những cái điểm đáng nói về mặt trận và hậu thân của nó là Việt Tân. Thì những cái điểm mà chúng tôi nói đó là, thứ nhất đó là họ lừa gạt đồng bào, thứ hai nữa là tại sao cái hoạt động họ lừa gạt như thế mà họ vẫn còn tiếp tục lừa gạt cho tới ngày nay, là từ, có thể nói là từ những năm 1980 cho tới nay là hơn 40 năm. Vậy thì đây là cái phần trình bày của giáo sư Nguyễn Minh Quang, xin giới thiệu quý vị. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả để nói về cái đề tài về cái tổ chức mặt trận quốc gia thống nhất của ông Hoàng Cơ Minh. Chúng tôi xin tóm lược làm 4 phần. Một phần á là bối cảnh lịch sử hay hoàn cảnh lịch sử nào đưa đến việc ông Hoàng Cơ Minh tổ chức cái mặt trận quốc gia thống nhất Việt Nam, giải phóng Việt Nam. Phần thứ hai là cái ông Hoàng Cơ Minh thuộc cái thế lực nào trong hai cái thế lực bền vững chống đối cách mạng Việt Nam, cách mạng tháng 8 Việt Nam, tức là cái chính quyền Việt Nam hiện nay. Phần thứ ba là thủ đoạn làm tiền bất chính của cái tổ chức mặt trận Hoàng Cơ Minh đưa đến cái tổ chức đó chia rẽ và lúng túng. Với phần thứ bốn là nguyên nhân đưa đến cái chết của ông Hoàng Cơ Minh và cái tổ chức này đi vào con đường tàn rã để rồi bây giờ biến thành cái gọi là Việt Tân, để mà chỉ là cái tổ chức có danh không có thực để quyên tiền bất lương của đồng bào hải ngoại đó. Thì bây giờ chúng tôi xin vào đề, tức là nói về cái hoàn cảnh nào đưa đến ông Hoàng Cơ Minh thành lập cái mặt trận quốc gia thống nhất. Thế thì cái vào khoảng năm 1979 hay là 80 đó, thì ông Hoàng Cơ Minh đang ở tình trạng mà không kiếm được việc làm, đi làm thợ sơn nhà cho một người gia đình người Mỹ. Thì trong lúc đó thì ông đại úy tình báo của Hải quân, làm cố vấn cho Hải quân đó, thì định kiếm ông Trung tướng Nguyễn Chánh Thi và nhờ ông ấy là tổ chức một lực lượng về Việt Nam để tìm cái những người lính mất tích ở Việt Nam, tiếng Anh nó gọi là MIA, tức là Mission in Action. Thì ông Nguyễn Anh Thi mới đi tìm ông Phạm Văn Liễu để cùng bàn nhau, rồi cuối cùng nói chuyện với lại cái ông đại úy cố vấn người Mỹ đó. Thì ông ấy tìm ra rằng là như vậy là họ chỉ nhờ mình làm đầy tớ cho họ, cho nên ông rút lui. Nhưng mà rồi ông Hoàng
ông Phạm Văn Liễu lại muốn tiếp tục cái công việc này và đi tìm được ông Hoàng Cơ Minh, thì ông Hoàng Cơ Minh gặp được cái việc này, tức là Mỹ mà nó nhờ đi tìm những người mất tích, tức là nó có tài trợ cho, mà ông Hoàng Cơ Minh bây giờ đang đói ăn, mà không có công ăn việc làm, đang đi làm sơn nhà cho người ta thì chộp cái lấy. Thế là hai ông bàn để mới biến thành cái tổ chức đó, gọi là Tổ chức Mặt trận hoặc Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Đây là cái tổ chức đó có vẻ là rất là ăn khách đối với những người còn nặng lòng tích cực chống cộng, và nhất là đối với cái nhà thờ Vatican ở giáo chủ Vatican cũng như ở hải ngoại và ở trong nước. Thành ra lại được nhà thờ Vatican đồng ý và cổ võ mạnh lắm, thành ra cái tổ chức đó được phát triển rất là mạnh ở hải ngoại, nhất là ở Bắc Mỹ và Úc Đại Lợi cũng như ở Âu Châu. Đó là cái hoàn cảnh đưa đến cái việc ông Hoàng Cơ Minh tổ chức cái Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Cái phần thứ hai tôi xin nói là ông Hoàng Cơ Minh thuộc về thế lực nào trong hai thế lực bền vững chống đối cách mạng tháng 8 1945 hay là cái chính quyền Việt Nam hiện tại. Thế kì, từ ngày mà cái chính quyền cách mạng tháng 8 bùng nổ vào tháng 8 năm 1945 thì cái chủ trương đó là do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Họ có chủ trương rõ rệt là thứ nhất đánh đuổi các thế lực xâm lăng ngoại thù để giành lại độc lập cho dân tộc. Thì cái đó nó đã ra đời, đã có chủ trương từ tháng 6 năm 1930 của Đảng Cộng sản và dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh. Thì cái đó là cái chủ đích của họ là bất di bất địch. Cái thứ hai là hủy bỏ cái chế độ phong kiến, quân chủ phong kiến lỗi thời để giải phóng cho người dân Việt Nam thoát khỏi cái cảnh gọi là làm tôi thần cho ông vua. Tức là như ông Cao Bá Quát đã nói rằng ngán cho kẻ tham bề khóa lợi, mũ cánh chuồn đội trên mái tóc nghiêng mình, đứng trực cửa hầu môn. Đại khái là cái chế độ quân chủ nó là một cái chế độ phong kiến phản động, thì cái Đảng Cộng sản đã chủ trương tiêu diệt cái đó, hủy diệt cái đó, giống như cách mạng Pháp đã làm, giống như cách mạng Mễ Tây Cơ đã làm, giống như cách mạng Tôn Trung Sơn đã làm, giống như là cách mạng Tôn Trung Sơn xảy ra vào năm 1911, giống như là cách mạng Nga năm 1917 đã làm. Tức là cái chủ trương đó đã có sẵn từ năm 1930 rồi, chứ không phải là người ta chỉ độc lập rồi lại duy trì cái chế độ quân chủ của nhà Nguyễn lỗi thời lại. Thành ra cái chỗ này thì cũng thêm là ông Phạm Cao Dương là một sử gia lại nói rằng là cái ông Bậu Đại đó đã tuyên bố độc lập, thì cái đó là sai lầm, là ông không hiểu gì về lịch sử. Ông Hoàng Cơ Minh á thì là con của ông Hoàng Huân gì đó, là ông này là được đào tạo cái trường đó gọi là trường hậu bổ, giống như ông Ngô Đình Diệm, nhưng mà có lẽ là khóa trước của ông Ngô Đình Diệm, thì mục đích ra làm quan cho cái chính quyền bảo hộ, tức là cho cả cái liên minh xâm lược Pháp và cho triều đình nhà Nguyễn, triều đình nhà Nguyễn. Thì ông ấy thuộc về cái giai cấp gọi là phong kiến phản động, tôn thờ cái chế độ cũ. Thành ra tức là ông Hoàng Cơ Minh là con của cái gia đình đó, thì anh em Hoàng Cơ Minh đông lắm, nhưng mà tất cả như là Hoàng Cơ Tự Trường, Hoàng Cơ Thụy, Hoàng Cơ Bình, rồi Hoàng Cơ Long, rồi Hoàng Cơ Định, tất cả là cái đám gia trùm gia đình đó là thuộc về cái gia đình gọi là quan lại của triều đình nhà Nguyễn, giống như ông Ngô Đình Diệm. Chỉ khác cái ông Ngô Đình Diệm thì thuộc cái lực lượng nòng cốt chống lại chính quyền Việt Nam là Vatican, thì ông này á thuộc cái lực lượng nòng cốt vững bền chống lại cái cách mạng Pháp là cái giai cấp phong kiến phản động của triều đình nhà Nguyễn và làm quan cho bọn bảo hộ Pháp. Thế thì còn ông Đỗ Hoàng Điềm là con người chị gái của ông Hoàng Cơ Minh, do đó ông Hoàng Điềm gọi ông Hoàng Cơ Minh bằng cậu ruột, thì cũng thuộc về cái hệ thống đó. Và ông Đỗ Hoàng Điềm là con ông Đỗ Thúc Quận, cũng thuộc lại làm quan cái thời đó. Do đó là cái thế lực của ông Hoàng Cơ Minh mà đứng đầu cái tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam đó là hoàn toàn là do cái thế lực phong kiến phản động mà đã từng làm tay sai đắc lực cho cái chính quyền liên minh Pháp Vatican bảo hộ trong cái thời 1985 cho đến năm 1945. Vậy thì cái thế lực này là một trong cái thế lực nòng cốt chống lại cái chính quyền cách mạng Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh, vì họ rất là chống lại cái chính quyền này rất là bền vững. Vậy thì không có gì ngạc nhiên. Cái thế lực thứ hai là cái thế lực mà chống lại cái chính quyền cách mạng tháng 8 của nhân dân ta đó,
là giáo triều Vatican dùng cái tập thể quân chiên gần lúc vào năm 1945 thì mất 1,8 triệu người công giáo thôi, nhưng mà đến bây giờ thì nó vào khoảng gần 10 triệu, thì là cái thế lực bền vững chống lại cái chính quyền cách mạng của nhân dân ta. Thì khi mà hai cái người này nó có đồng cái chủ đích như vậy, cho nên khi mà ông Hoàng Cơ Minh thành lập cái mặt trận giải phóng quốc gia thì được nhà thờ Vatican hồ hởi tán đồng, và do đó rất nhiều cái tín đồ người Việt ở hải ngoại cũng như bọn mặc sắc phục áo trùng đen hồ hởi ủng hộ cái lực lượng này. Do đó cái lực lượng này là được rất nhiều những người tị nạn thuộc cái thế lực đó, tức là thuộc về cái thế lực của nhà thờ Vatican và bọn nhân viên cao cấp trong cái chính quyền ngụy quyền Sài Gòn và các sĩ quan cấp tá cấp tướng ở quân đội Sài Gòn ủng hộ, do đó cái mặt trận này nó mới phát triển mau như vậy. Đó là cái phần thứ hai. Bây giờ tôi nói đến cái phần thứ ba. Cho xin hỏi, hồi nãy ông nói là nhà thờ tích cực ủng hộ cái đảng Việt Tân, vậy thì ông có cái một tí bằng chứng nào để mà mình chứng minh cho cái chuyện đó hay không? Một trong những cái bằng chứng đó là ông Ngô Đình Diệm là người của nhà thờ, mà mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam đó lại viết một cái cuốn Anh hùng nước tôi. Trong cái cuốn này đó là chính cái mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam đó phát hành cái cuốn sách này, tức là biên soạn và phát hành. Thì trong đó họ nêu lên khoảng 65 hay là hơn 60 hay là gần 70 những anh hùng chống Pháp trong cái thời kỳ kháng chiến, nhưng trong đó lại ông lại nhét cái tên Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Diệm vào trong cái cuốn sách này. Thì nhét vào đó rồi lại nhét thêm mấy cái ông mà tử, tức là đa số là Kitô giáo trong cái lúc mà năm 1975, thì tức là họ cấu kết với nhau qua cái họ phát hành cái cuốn sách này, tức là cuốn sách này đã là cái việc để bốc thơm ông Ngô Đình Diệm cho cái nhà thờ Vatican, mà nhà thờ Vatican cho đến giờ này họ vẫn còn tiếp tục bốc thơm cái tên tôi gọi là sách sử Việt Nam gọi là tên bạo chúa phản thần tam đại Ngô Đình Diệm. Thứ hai nữa là họ còn tiếp tục, mà sách sử của người Âu Châu người ta nói rõ là ông Diệm là một trong những 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. Ấy thế mà cái nhà thờ Vatican cũng như mặt trận quốc gia thống nhất đó đồng lòng với nhau xây cái tượng đài ở tôn vinh ông Ngô Đình Diệm ở tại Houston, họ đã làm rồi. Và họ thấy rằng là làm độc một mình ông Ngô Đình Diệm trên đó thì có lẽ là người ta sẽ theo cái truyền thống của dân tộc là thương dân dân lập đền thờ, hại dân dân đái xuống mồ thấu xương, cho nên mới sợ như vậy, cho nên họ mới kèm theo bức tượng của vị đại anh hùng dân tộc của tướng gia là ông Vua Quang Trung ở ngay kế đó, ở tại thành phố Houston, Texas. Cái chuyện này đã xảy rồi. Giờ tôi nói đến cái mục thứ ba là thủ đoạn làm tiền bất chính, làm giàu cho cá nhân và gia đình của họ Hoàng Cơ Minh. Thì cho đến năm 1982 thì mặt trận Việt Nam Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam chính thức ra đời ở hải ngoại. Thì sau đó thì họ huy động được cả nhà thờ với lại những cái đám tướng tá quân ngụy quyền ủng hộ mạnh lắm, và quân lính có những thằng như làm những cái cơ quan hại dân như là cảnh sát rồi tình báo rồi công an cũng hăng say thay gia nhập vào cái đó, thành ra họ quyên được nhiều tiền lắm. Nhưng mà trong 2 năm họ quyên được cái số tiền không phải là dưới 20 triệu mà chắc là nhiều hơn. Cho nên ông Phạm Văn Liễu là bây giờ là quay về ngoại vụ, thì ông ấy thấy rằng cái có sự bất chính ở trong đó là tất cả các tiền đó giao cho tên Hoàng Cơ Định là em ruột của ông Hoàng Cơ Minh quản lý, và có việc bất lương bất minh, thì ông ấy đòi rằng phải minh bạch vấn đề này và phải giao cái quản lý tài chính này cho một người khác. Nhưng mà hai bên cũng tranh cãi nhau cả hàng tháng mấy tháng, cuối cùng cho đến năm 1984 thì nó bộc lộ ra là ông Hoàng Cơ Minh từ chối cái lời đề nghị của ông Phan Văn Liễu. Vì thế mà cái tổ chức này nó tan vỡ. Kể từ đó cái
mặt trận Việt Minh, mặt trận Hoàng Cơ Minh đó bắt đầu xé ra làm hai và cái đám ông Liễu thôi không có theo nữa, nhưng mà có rất nhiều người còn háo danh cho nên vẫn còn tiếp tục bám lấy cái đó, và bây giờ nó đã có nhiều tiền là nó kinh tài bằng cái hệ thống phò hòa, do đó nó tiếp tục. Thế thì là đó là cái sự thủ đoạn bất chính lươn lẹo. Thì ngày xưa ông Ngô Đình Diệm đã thi hành cái chính sách gọi là gia đình trị để mà vơ vét tiền của nhân dân, thì bây giờ ông Hoàng Cơ Minh cũng thủ đoạn đó, bởi vì hai cái thằng này nó là giống nhau cả mà, thành ra nó làm những cái chuyện gì mà hễ có gì là cái tiền bạc phải vào cái túi của gia đình nó, chứ không thể để cho người khác làm được và dính dáng vào đó được. Đó là cái thủ đoạn làm tiền bất chính khiến cho cái chính cái mặt trận Hoàng Cơ Minh bị xé ra làm hai. Bây giờ tôi nói đến cái phần thứ ba là nguyên nhân đưa đến cái chết của ông Hoàng Cơ Minh và tổ chức của ông ta tan rã. Thứ nhất đó là vì những người này là thuộc hai cái giai cấp, trong đó có cả gia nhà thờ với lại giai cấp phong kiến phản động, thì họ là những cái người được ưu đãi trong xã hội cái thời bảo hộ với lại cũng như cái thời kháng chiến chống Pháp mà được giặc dung dưỡng sử dụng làm lính đánh thuê, và cái thời mà miền Nam Việt Nam sau này thì họ trở nên những tướng tá chỉ huy, cho nên họ là cái giai cấp gọi là thống trị. Thường thường những giai cấp thống trị đó thì cứ tưởng tượng như mình biết hết giỏi hết, nhưng mà thực ra là cứ tưởng như mình biết chứ không phải là mình biết. Cái chuyện này nó xảy ra không phải là ở Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới nó như vậy. Cho nên người Pháp nó có cái vở kịch Le Maria de Figaro, khi mà trình diễn đoạn trích diễn quý tộc là họ mới nói rằng những cái câu này là để chỉ cái đám đó này, bởi vì ông là một ông lớn quý tộc tức là chức vụ lớn đó, nên ông vội tưởng rằng ông là một thiên tài, là chức tước tiền của địa vị ngựa xe và tất cả những cái đó đã khiến cho ông hãnh diện, tức là tưởng là mình là trí thức biết hết. Nhưng quả thực ông đã làm gì để xứng đáng với cái thứ tốt đẹp đó? Ông chỉ làm được có một chuyện là lọt trong lòng mẹ chui ra mà thôi. Đấy, thì cái loại những người trí thức và như vậy á, thì loại trí thức ở bên công giáo á thì nó cũng như vậy. Để đây là ông Trào Lý Nguyễn nói về loại trí thức công giáo này. Loại người thứ nhất là tu sĩ công giáo và tập thể chính trị gia, trí thức công giáo lưu manh và bọn xưa nay chỉ tư lợi gây nhiều bất rất nhiều tội ác chống lại nhân loại và dân tộc. Đối với loại người này chúng ta phải xác định họ là kẻ thù nguy hiểm và chúng ta cẩn thận phải đấu tranh diệt trừ không thể khoan nhượng. Hai cái giới người mà lưu manh này mà dốt nát này lại cấu kết với nhau, do đó họ tưởng rằng họ biết hết. Chính vì họ tưởng là họ biết mà họ, cái tổ chức của họ nó không có chính nghĩa, mà không họ không biết rằng cái tổ chức của họ không có chính nghĩa, cho nên họ cứ tưởng rằng có chính nghĩa. Thì trong khi đó cái chính quyền Việt Nam thắng của chúng ta ngày nay đó, tức là nó là thoát thai từ cái cách mạng tháng 8 mà dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh đó, thì người ta là có chính nghĩa, người ta được lòng dân, do nên người ta có thể tổ chức được cái công an nhân dân, tình báo nhân dân. Do nên các anh không biết rằng người ta đã có những cái hệ thống tổ chức công an nhân dân, tình báo nhân dân. Cho nên thời ông Ngô Đình Nhu với lại CIA Mỹ đó thả biệt kích ra ngoài Bắc thì cứ tưởng rằng những người công giáo sẽ len lỏi về xóm đạo, và những người thuộc thiểu số thì ở vùng núi như thế lại len lỏi về nó. Nhưng mà không ngờ rằng ở đâu người ta cũng có hệ thống tình báo, cho nên cái số người không biết là bao nhiêu ngàn người gửi thả ra miền Bắc đều bị bắt hết. Thì bây giờ đến lượt ông Hoàng Cơ Minh cũng vậy. Các anh tưởng rằng là các anh có thể đem cái đoàn quân của các anh về cái lãnh thổ Đông Dương, Đông Tiến đó. Đông Tiến tức là từ phía Tây là thuộc nước Lan, vượt qua sông Mekong để vào nước Lào, để tiến vào Việt Nam đó. Thì anh tưởng rằng là anh vào là được, là được dân ủng hộ. Tưởng rằng dân bất mãn, tức là anh dốt, anh không biết. Dân bây giờ là nó ủng hộ cái chính quyền Việt Nam, là lý do là nó đã đem lại cơm ao, nó độc lập, tức là cái hãnh diện cho dân tộc. Với lại cơm no áo ấm cho ấy, giờ nó muốn hòa bình mà anh vào anh gây chiến thì dĩ nhiên là anh đi đến đâu dân nó biết, nó báo cho. Do đó là cái đưa đến cái chết của ông Hoàng Cơ Minh. Trong mấy cái đợt mà anh gọi là Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, Đông Tiến 3, anh vào đến cái lãnh thổ Lào thôi là anh bị thất bại liền. Đó là anh dốt về vấn đề thực tế. Anh chỉ có kiến thức mài đụng quần ở đại học, với lại anh chỉ có cái quyền lực khi mà anh được đưa lên thôi, chứ anh không có cái cố gắng, cái công trạng
lăn lộn với quần chúng để hiểu rõ cái nỗi lòng của quần chúng, cho nên các anh cứ tưởng rằng quần chúng sẽ giống như anh, sẽ ủng hộ anh, cho nên anh chết ở cái chỗ đó. Lý do đó là ông Hoàng Cơ Minh sau cùng bị phục kích, bị chết. Và khi chết rồi, nhưng mà cái bản chất lưu manh của cái tổ chức này đó là ông ấy chết rồi nó vẫn còn giấu. Ông chết vào năm 1987, nó giấu nhẹm cho đến 2001 nó mới công bố ra. Thì tại sao nó lại làm như vậy? Là vì bản chất nó lưu manh, là nó giấu nhẹm, tức là vẫn còn nguyên, để nó tiếp tục quyên tiền của đồng bào hải ngoại ở đây. Thế là đồng bào với lại chính những người ở đây mà còn tham gia cái tổ chức đó, với lại đồng bào ở đây còn tưởng rằng là nó còn sống, còn tiếp tục hoạt động, còn đóng tiền cho nó, đóng tiền liên tục cho đến 14 năm sau. Thế bàn tay không che nổi bàn mặt trời, cho nên vài thưa không che được mắt thánh, cho nên cuối cùng thì cái chuyện sự thật nó mới lòi ra vào năm 2001, nó mới công bố sự thật là ông Hoàng Cơ Minh chết. Tức là 14 năm sau anh giấu như vậy, tức là cái thủ đoạn lừa bịp gian manh của nó ở cái chỗ đó, là đồng bào không cần phải suy nghĩ, không cần phải trí óc, chỉ bình thường một người học qua lớp tiểu học đã nhìn thấy cái thủ đoạn gian manh khốn nạn của cái tổ chức Mặt trận Hoàng Cơ Minh mà bây giờ nó gọi là Việt Tân. Đó, cái ý kiến của tôi là như vậy. Cái câu hỏi tại sao mà những cái hoạt động của mặt trận và sau này là Việt Tân nó cứ kéo dài lâu đến như thế, thì ông cho biết cái ý kiến. Tôi thấy rằng là cái Mặt trận Hoàng Cơ Minh hay là Việt Tân này nó kéo dài lâu như thế là vì nó được chính quyền Mỹ che giấu, bao che, cho nên nó mới tồn tại. Nếu mà chính quyền Mỹ là cái chính quyền có đủ những cái quyền lực để ra tay diệt những cái phần tử xấu trong xã hội thì nó không có tồn tại như vậy. Bằng cớ về cái chính quyền Mỹ mà bao che đó thì xin Ban Thái Kiếm đọc cái đoạn văn dưới này. Nhớ rồi. Là vì mấy năm trước quên rồi. Thì cái đài PBS á, nó có tung ra một cái phim gọi là Terror in Little Saigon. Thì trong đó thì có ký giả A.C. Thompson trình bày cuộc điều tra của ông với sự cộng tác của Nguyễn Thanh Tú, là con của một ký giả Việt Nam bị giết, mà người ta cho là cái cơ quan kê chính của mặt trận là thủ phạm. Thì cái chuyện đó nổi lên rất là đình đám. Thì cái báo Người Việt đó có một cái bài phỏng vấn ông A.C. Thompson, rất là nhiều câu, nhưng mà có một cái câu liên quan đến cái câu hỏi của chúng tôi là chính quyền Mỹ có đứng đằng sau hay không. Thì cái người phóng viên của báo Người Việt hỏi một câu như thế này: một điều khác, hình như ông này là ông ký giả A.C. Thompson của cái đài PBS của Mỹ đó, một điều khác hình như ông cũng muốn ám chỉ là chính phủ Hoa Kỳ qua nhiều cơ quan khác nhau như là FBI, CIA, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp biết rất rõ về hoạt động của mặt trận, nhưng hình như ngầm hỗ trợ họ để yên cho họ gây quỹ để có tiền hoạt động trong chiến khu, phải không? Đấy. Thế thì cái ông ký giả A.C. Thompson trả lời hoàn toàn đúng sự thật và không có gì tranh cãi về việc đó cả. Họ được sự hỗ trợ của mọi nơi trong chính phủ. Chúng tôi có một điện tín từ cấp cao của CIA gửi cho nhân viên của họ trong thập niên 1980, cho thấy họ biết rất rõ tổ chức của ông Hoàng Cơ Minh làm gì. Đấy. Chúng tôi cũng có những lá thư từ Quốc hội Mỹ, từ Bộ Ngoại giao nói với người nhận, họ không nói người nhận là ai, nhưng mà người ta chỉ, bởi vì đó là cái sự bí mật, nói với người nhận rằng chúng tôi muốn quý vị hỗ trợ những người này, tức là chính phủ gửi cho những cái người nhận đó, là bảo những người đó hỗ trợ cho cái cơ quan này, cho cái mặt trận này. Chúng tôi cũng có tài liệu cho thấy ông Hoàng Cơ Minh đã gặp gỡ giới chức ngoại giao Hoa Kỳ ở Bangkok. Nãy giờ chúng tôi kể là ba cái bằng chứng mà ông Thompson có trong tay. Chúng tôi cũng có điện tín của Hội đồng An ninh Quốc gia cho thấy rõ những gì nhóm Hoàng Cơ Minh đang làm. Đó là cái bằng chứng thứ tư. Và tôi muốn nói đến việc mặt trận muốn xâm nhập Việt Nam từ Thái Lan. Vì vậy, việc chính phủ Hoa Kỳ hồi đó hỗ trợ mặt trận không có gì là nghi vấn cả. Đúng như vậy. Bây giờ là thế này. Từ xưa đến nay, nhà thờ luôn luôn cấu kết với bất kỳ thế lực nào mà chống lại cái chính quyền hiện tại của nhân dân ta. Khởi đầu đó là nhà thờ vận động Pháp đánh chiếm lên nhân dân ta thì lại sai cái bọn gọi là tín đồ của giáo hội La Mã nằm thường trực ở trong
đất nước Việt Nam nổi lên để mà tiếp tay cho cái thế lực xâm lăng của Liên minh Thánh Pháp Vatican khi mà tiến quân vào Việt Nam. Đất đã được khởi đầu từ năm 1858. Thì khi mà cấu kết mà đánh chiếm Việt Nam sau cái hiệp ước 1885 đó, thì nó đã ổn định được cái đất nước Việt Nam, thì bắt đầu nhà thờ Vatican định lợi dụng cái triều đình nhà Nguyễn để đòi độc lập, đánh đuổi thằng Pháp, dùng cái ông Thành Thái để làm vua triều đình Pháp. Và cái chuyện này tôi đã có nói rõ là ông Thành Thái đã đi được ông Ngô Đình Khá, là thân phụ của ông Ngô Đình Diệm, thuyết phục đó, đi theo, và ông Thành Thái đã nghe theo. Nhưng mà thằng Pháp á, thì nó biết rõ là cái mưu đồ này là của giáo hội La Mã, cho nên nó chốt phế ông Ngô Đình Khá, nó đuổi về vườn và nó bắt giam ông Thành Thái. Thì cái hèn hạ của ông Thành Thái là đức lá thư mà ông Thành Thái viết cho bên viên toàn quyền Đông Dương đó, thì tôi cũng đã công bố rồi. Nhưng mà cái tình hình này đó, sự kiện này đó, sự chia rẽ giữa giáo hội La Mã với lại cái người Pháp nắm quyền cai trị ở Đông Dương đó, thì được ông tiến sĩ Vũ Chiêu, ông ấy nói rất rõ. Và vấn đề này tôi cũng đã công bố ở trong cái tập sách gọi là Chân Dung Người Việt Quốc Gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thế thì bây giờ người ta nghe như vậy thì người ta có thể hỏi là thì bây giờ Công giáo muốn giành độc lập cho Việt Nam thì điều đó là tốt chứ sao? Thì ông trả lời như thế nào? Trả lời cái câu hỏi của ban biên tập hỏi tôi rằng nếu mà ông Thành Thái với lại Vatican mà giành lại độc lập cho đất nước Việt Nam dưới triều đình nhà Nguyễn qua ông Thành Thái thì sao? Thưa với quý vị rằng kinh nghiệm cho thấy rằng khi mà Vatican đưa được người lên làm cầm quyền, tức là họ thi hành cái kế hoạch ki tơ hóa từ bên trên, từ triều đình xuống dưới, và bằng chứng là họ đã làm như vậy ở Trung và Nam Mỹ, họ sẽ diệt hết tất cả những cái gì không phải là Kitô giáo. Quý vị hãy bây giờ nếu mà đọc các sách hay tài liệu, hay là quý vị thân hành đi đến các xứ Trung Nam Mỹ, bây giờ nó không còn ngôn ngữ nào cả. Tất cả những cái bộ lạc của những người bản địa ở Trung Nam Mỹ hầu như là bị diệt hết. Ngay cả những cái bộ lạc ở bên Canada, bây giờ người ta khám phá ra là nó tìm cách nó đồng hóa, nó đem bắt cái con nít người ta ra khỏi vào trong ấy để nó huấn luyện, đứa nào mà không nghe nó giết, và cái gì đó cũng đã khai quật. Thế thì cái phúc cho dân tộc Việt Nam là thằng Pháp bây giờ nó cũng đã ảnh hưởng của tinh thần cách mạng Pháp 1789, cho nên nó biết rõ cái mưu thâm của giáo hội La Mã, nó đã để ý, nó theo dõi, cho nên nó chốt phế ông Ngô Đình Khá cho về vườn, và nó chốt phế luôn ông Thành Khái một lúc. Thế cái chuyện này như nãy tôi đã nói là ông Nguyên Vũ, tức là tiến sĩ Vũ Người Chiêu, ông đã nói rõ trong cái bài viết của ông ấy. Trở lại cái vấn đề mặt trận, thế thì ông có nghĩ rằng cái sự che chở cho mặt trận, một bên là chính quyền và một bên là lẳng lặng là cái thế lực nhà thờ, thế thì ông nghĩ rằng ngày nay chính quyền Mỹ còn ủng hộ Việt Tân hay không? Tôi nghĩ rằng Việt Nam ngày nay á, chính quyền Mỹ ngày nay á, thì họ không ủng hộ Việt Tân, nhưng mà họ vẫn để lập lờ để đó, chứ họ không dám truy diệt nó, là vì họ đã đẻ ra nó, họ nuôi dưỡng nó, bây giờ thì chỉ lờ đi, không ủng hộ nó thôi. Chứ còn bây giờ họ đang o bế cái chính quyền Việt Nam, nhưng mà thế lực nhà thờ thì vẫn giữ cái vững cái lập trường là làm thế nào cho chính quyền Mỹ chống lại cái chính quyền Việt Nam, và họ vẫn vận động cổ võ cái dư luận là chính quyền Việt Nam phải nên kết cấu với Mỹ. Chính quyền Việt Nam ta bây giờ khôn lắm, nó đã có kinh nghiệm lâu lắm rồi, cả kinh nghiệm của túi khôn của nhân loại nó đã học được cả. Nó thi hành cái chính sách gọi là của cái đất nước mình gọi là geopolitics, tức là tiền nhân ta đã thi hành từ thời ông Trần Hưng Đạo, ông Lê Lợi, ông Nguyễn Trãi cho đến bây giờ. Thế thì bây giờ có thể mình đưa đến cái kết luận như thế này có đúng hay không? Là sở dĩ mà mặt trận và Việt Tân còn sống hoài cho tới ngày nay là tôi nghĩ là do cái số tiền mà nó gạt gẫm người ta cả mấy chục năm nay, 40 năm nay, và cái mà nuôi dưỡng tinh thần đó là cái thế lực nuôi dưỡng cái sự hận thù đối với cộng sản là cái thế lực của bên nhà thờ. Thế nó đi ra ngoài hải ngoại này, nó có tiền là nó gửi về, nó tiếp vận, thành ra đó là cái mối nguy mà cái Việt Tân nó cứ sống hoài. Đúng như vậy, cái nhà thờ mới là cái thế lực gọi là
chống đối cái chính quyền ta bền vững nhất. Cho dù chính quyền Mỹ không có yểm trợ, không có che chở đi nữa. Không che chở nhưng mà nó vẫn để nguyên chứ nó không diệt. Có hai cách, nếu mà chính quyền mà công minh chính trực ra đó, thì thấy cái kia kia làm loạn, sai với luật pháp thì phải diệt. Đằng này nó không diệt, nó để thôi, nó không trừng trị, vì nó đã đẻ ra cái thằng này. Do đó là cái đây là một cái vấn đề mà cho chúng ta cần phải suy nghĩ. Mặc dù chính quyền Việt Nam lên án cái tên là tổ chức khủng bố, nhưng mà bắt được nó để mà đem nó ra xử tòa đó là cái chuyện là không thể. Đấy, nổi cái chuyện mà ông Nguyễn Thanh Tú đi kiện để đòi công lý cho cha, mà mọi người đều tin rằng như vậy, nên tin rằng là bị mặt trận giết, nhưng mà vẫn không có đòi được công lý. Vậy thì cái chuyện mà chúng ta tiêu diệt cái đám khủng bố về tên là cái chuyện rất là khó khăn. Đúng vậy. Mà cái sự khó khăn đó là do đâu thì chúng tôi đã trình bày nãy giờ. Đúng rồi. Bởi vì cái nhà thờ Vatican nó là một con bạch tuộc. Nó có hàng trăm cái vòi à. Đủ mọi cái vòi, vừa thu hút máu mủ của đồng bào, vừa hút tiền, vừa phá những cái hệ thống chính quyền của chúng ta bằng trăm phương ngàn kế. Xin kết luận cái bài nói chuyện chúng tôi ở ngay chỗ cái chấm than như thế này, là đảng Việt Tân nó cứ sống trên một cái sự hận thù. Nó được nuôi dưỡng của nhà thờ, nó được hỗ trợ của nhà thờ, nó được nhà thờ cổ vũ nữa, nó được sự tiếp tay, tất cả là đều là do nó hết. Bằng chứng là nhà nước bắt được tất cả những cái người phản động đều là con chiên. Ông Việt Vi Dân có nói một câu là không phải tất cả những người công giáo là phản động, nhưng mà tất cả những người phản động là công giáo. Cái câu đó rất là chí lý, rất là xác thực. Đến đây thì xin tạm kết thúc trong cái bài nói chuyện này, và hẹn gặp quý vị kỳ tới. Chúc quý vị được ngày vui vẻ và khỏe mạnh.